bí ẩn. Ông ta đang chết. Lỡ bài chữ thật. Là sao? Sắp có ăn mạng xảy ra lắm. Kịch tính. Giết người thì phải đền mạng thôi. Ma, ma. Mấy người đã giết chồng cô này đúng không? Giàu cảm xúc. Giờ ông xin lỗi còn lợi ích gì nữa? Tại vì em quá yêu anh. Hồ sơ trinh thám 19 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7.